36, 37 lên lại à. Nói chung là một lần không xi nhê em 305, 506 một lần không xi nhê vậy đó. Ngày mai tiếp luôn cái xe thứ ba anh. Anh kỳ vậy, nó phù nè anh hả, nó phù nè anh, phù nhầm rồi, bên nào nhầm phù. Một lần không xi nhê vậy, không xi nhê đâu. Sau này á libo đúng quy tắc của nó là dưới 2.6 nó mới chết luôn. Đúng rồi, còn nếu nó còn 3 volt là còn được. Tất nhiên là không được phải nhiều lần, một lần thì lâu lâu rồi. Mai mốt chơi né sờn kìa. Ai biết đâu là anh Đại chứ không ai sửa đâu. Chơi hàng phải vậy. Hàng hai sao châu vậy? Ai cô công cũng châu thì chứ. Đụng luôn hả? Đụng luôn hả? Đụng luôn. Anh luôn. Em không vui, em không vui. Anh mới là đúng đích trời à. Em không vui. Cái gì? Anh chuẩn bị trước là không vui. Anh đâu có chuẩn bị trước đâu. Trời dài quá, trời dài kỳ quá. Kỳ tốt đây. Kỳ quá. Đã đâu vào kèo chứ đâu đúng rồi. À nãy inbox ra chưa biết ai hơn ai nha. Hả? Hồi nãy inbox ra chưa biết ai hơn ai. À ngỡ nó vô. Cũng trên nằm mà. Dạ ba ba mà. Ngỡ là hồi đụng ngu lắm. Thằng ngu liền luôn. Ngỡ là vậy ngu liền. Cái lúc nào nó cũng kéo cái tù 3D á, nghe không? Nghe không? Lúc nào cũng đồng hành. Em cũng gặp ho nè. Nhưng mà tôi thấp. Nhưng mà tôi em thấp. Còn anh cứ lúc nào mới bay kéo cái bảy nặng quá. Nó nóng rồi. Giữ 3D mà lâu quá. Ôi thật sao 3D anh ơi. Ngửa đây, ngửa ai lâu nhất mới ngửa. Anh Công làm thêm 5 cuộc. Bữa nào lòng ngửa đi. Chờ chơi không biết chết. Mấy có đẩy ghẻ không? Đẩy ghẻ không? Không, không, không. Đeo gì chơi. Không mấy em giờ. Mà em. Má kiểu này là thua.